đây là ông với bà đây hả chị? Ừ. Ồ, cái bàn thờ này cô bác của anh chị. Mà cái sinh hoạt hàng ngày mà bước ra sao tắm rửa đây rồi thay đồ đâu ta? Thì bà vậy đỡ tắm giấc tối, không có tắm ban ngày đâu. Cái gì? Tắm giấc tối không mà, ban ngày có tắm được, tắm thì sao mà thay. Rồi hai mẹ con người tắm giấc tối luôn. Đỡ tối mới tắm. Nhà của chị mà khách sạn 2-3 sao đâu có lại. Ừ, đúng. Nhà của chị là thấy lên cỡ 1000 sao á. Rồi nữ làm hồn một ngày bao nhiêu tiền? Ngại có 100 mấy à cơ. Trời, cô bác của anh chị nè, thấy nè. À, đấy sập hết trơn hả? Này bước một cái gãy là sập nguyên cái vàng này luôn á. Rồi sao ở được hay bà trời? Bà vậy chứ không ở ở đâu. Rồi mưa gió rồi sao chị? Thì mưa gió thì ướt hết chứ sao? Em nói thật với chị á, thì em biết bước vô đây á, cái cảm giác em lo sợ, sợ cái chân mình nứt. Ơi, thấy không? Cô bác của chị. Trời. Quá trời dột luôn à. Hôm nay á, thì em đến đây á, thì em thay mặt cho gia đình cô An ở Mỹ, gửi cho gia đình mình 1 triệu để mà xây sở qua ngày. Còn khi nào có sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân thì em sẽ thông báo với gia đình của mình. Em gửi cho chị. Này cô An Việt Kiều Mỹ hả chị? Thay đồ của cô bác của anh chị. Và theo được sự ủng hộ của chú Hùng, chú Phước, chú Bang ở Victoria ở Canada, với lại chú Ken Vinh Trần ở Mỹ, thì hôm nay nhà được tiến hành khởi công vào ngày hôm qua. Tính theo lịch âm lịch là ngày 16 tháng 4 âm lịch đó cô bác quý anh chị, thì cũng đã khởi công, và hôm nay là ngày thứ hai, ngày 17 tháng 4 âm lịch và ngày 28 tháng 5 âm lịch, 28 tháng 5 dương lịch, và hiện nay cũng đang tiến hành khởi công gấp rút. Và hôm thế nào bên đây nè, cao mặt đường 5 tấc, cao hơn mặt đường 5 tấc hả? Lúc trước tại thấy nó 3 tấc, nó thấy nó thấp quá anh trở lên cao một chút. Hỏi thiệt chị, vòng vòng ở đây sớm người ta có thấy mừng cho chị không? Mừng, người ta cũng lợi, người ta coi giờ chiều nào người ta cũng lợi chứ. Dạ hả? Người ta giờ người ta nói gì? Người ta nói như được cái nhà là quý rồi đó. Ta thấy có nhà cái người ta đợi người ta chơi rồi, cái người ta nói gì là có cái nhà là cắt được cái nhà, giờ nấu nồi cơm ăn nước mắm giờ cũng ngon nữa. Ồ vậy đó hả? Người ta nói vậy đó. Trời ơi. Ở bên đây á thì có một cái miếng lam. Ở đây thì khu vực này là nhà vệ sinh, nhà tắm sẽ chung ở đây luôn. Đó, thì bên đây có một cái cửa sổ. Bên đây có một cái cửa sổ, bên đó có một cái cửa. Với bên đây hai cái là tổng cộng có 4 cái cửa sổ nè. Thì hôm nay xây hôm qua nay cũng có tăng cường thợ thêm nên thành nữ là xây gần xong rồi. Và Đạt thì vẫn đang đổ cái đó được, đang đổ đà ngang. Để hai cục gạch. Nó tạt vô nó cũng ra ngoài. Ồ. Có nghĩa là Đạt nghiên cứu cái phần ngoài trước này nè, nó thấp hơn cái phần nhà bên trong, nó tạc một chút đỉnh thì nó cũng văng ra ngoài hết à. À, có nghĩa là cái phần này là Đạt làm thấp hơn ở trong một phân hai phân như thế nào đó. Cô bác quý vị thấy nha, nói chung là hôm nay thì đến đây hỏi vậy, quay cho cô bác quý vị xem được vậy nghe Đạt. Dạ, và hình ảnh vừa rồi mà cô bác quý anh chị xem đó là căn nhà của chị Loan cách đây khoảng 1 tháng. Một cái căn nhà mà hai mẹ con phải đơn thân, sống trong một cái ngôi nhà mục nát, và tắm thì lại không có nơi thay đồ. Và sau khi quay cái căn nhà đó lên thì được sự quan tâm của tất cả các mạnh thường quân, thì được sự quan tâm của chú Hùng, chú Phước, chú Bang ở Canada, chú Hùng, chú Phước, chú Bang ở Canada và chú Ken Vinh Trần ở Mỹ ủng hộ cho chị Loan có ngôi nhà mơ ước như ngày hôm nay. Thì hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại em Đạt là chủ thầu chịu trách nhiệm chính xây cái ngôi nhà này và tất cả các chi phí luôn. Thì để mà vốn xây nhà thì lát nữa Bùi Hồ công bố. Và hôm nay thì nhà của mình nghiệm thu được chưa Đạt? Được, bữa nay xong, hoàn thiện xong hết trơn rồi. Từ ngày hôm đó nay là mình quay được bao nhiêu rồi Đạt? Lột khẩu trang thì không có Covid đâu. Bao quay khoảng tháng chưa? Ở cắt khoảng tháng chưa? Tháng mấy bữa rồi. Hôm nay thì đến đây thì hai anh em mình đến nhà của chị Loan cũng như quay cho cô bác của anh chị, cũng như là cho các chú ở Mỹ cũng như là ở Canada thấy luôn. Thì bây giờ mình sẽ nói về chi tiết của từng ngôi nhà, sau đó thì mình sẽ nói về cái tổng cái vốn xây nhiêu hay Đạt ha. Thưa cô bác của anh chị, đây là cái ngôi nhà của chị Loan
hiện nay. Và chúng ta nhìn thấy là ở trên kia tất cả được ngôi nhà được sơn một cái màu được gọi là màu xanh ra, màu xanh bông phấn. Thì Đạt ở đây thì cất cái nhà theo cái kiểu là một mặt thụt vô ở chỗ cửa chính á, thì thụt vô và loại ở cái mặt bên đây thì có cửa sổ ra. Đạt làm cái chi tiết này thấy khéo ghê nè Đạt. Những cái đường chỉ này nè Đạt, màu trắng lên cái nó làm giống như một cái mái nhỏ nhà nhỏ của bác của anh chị. Ở đây là một cái cửa sổ. Ơi Đạt ơi, cái cửa sổ này mưa là nước nó vô không Đạt? Không, nó nước nó tạt vô đây thì nó chảy ra ngoài. Rồi. Thì nhà này là cao từ cái mặt bằng của cái nền lên là bao nhiêu Đạt? Cô có mặt bằng có 4 tấc. 4 tấc hả? Ở đây là cô bác của anh chị. Từ ở dưới này lên ha. Từ ở dưới này lên đây là 4 tấc. Ở sau thì sâu hơn. Thì nữa sau này chị Loan thì sẽ dẹp dọn ha. Bề ngang, bề rộng của cái nhà là cô bác của anh chị là 4m và chiều dài là 10m. Đó, thì bây giờ Đạt làm cái một cái bậc lên ở như thế này. Gạch của nhà chị Loan á thì chị Loan ơi. Dạ, gạch của nhà chị Loan thì được lót bởi một màu xanh ngọc. Nay có nhà mới vui không chị Loan? Vui hả? Đạt cầm giùm cuốn sổ Đạt ơi. Có nhà mới nhìn ấm cúng ha. Dạ, thì đây là chị Loan là cô bác của anh chị và đây là bé Ngân con của chị Loan. Thì ở màu trong này á thì đi một cái màu chủ đạo đó là màu hồng phấn, màu kem đó, giống như màu kem của cô bác của anh chị. Và đây là một cái đường cửa vô. Ở bên đây thì mình sẽ quay hết tổng thể cái nhà đi cô bác của anh chị. Ở đây thì cái phần này là phần điện nè cô bác của anh chị. Điện này Đạt đi luôn. Ở trên thì cái phần la phong ở trên nó là màu này màu gì Đạt? Đạt giải thích trước đi, lát nữa gặp chị Loan sao? Màu này màu gì? La phong đó hả? Màu phong vàng. Màu vàng ha. Màu vàng trắng đậm á chứ vàng đậm. Và đây là bóng đèn. Điện này là Đạt đi luôn đi cô bác anh chị. Thì cái ở khác cái điện này đó thì rất là khó, ở Đồng Tháp mình rất là ít thấy. Thì đi theo cái kiểu bóng đèn như thế này. Mình đi theo cái kiểu này thì nó có một cái kết cấu rất là lạ ha. Đó, ở đây có hai bóng đèn, một cái bóng đèn ở bên đây và một cái bóng đèn điện ở bên đây nè. Đó, quay cho cô bác quý chị xem. Ở đây thì miếng lam để cho trong nó cái phòng nó đủ sáng rồi Đạt. Được viền một cái màu hồng. Thì hôm trước thì Bùi Hồ có đi lên chợ Giàm của Phú Tân An Giang đó, thỉnh cho chị một cái hình của một bên là Phật Mẹ Quan Âm, với một bên là chị theo đạo Hòa Hảo là của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Ở đây là bàn thờ của ba mẹ của chị nè cô bác của anh chị. Cái này là thờ kiến đóng rồi Đạt. Thờ kiến đóng tặng luôn đúng không? Đặt luôn. Tặng luôn, không tính tiền luôn. Chưa biết, nay cũng chưa tính với nó nè. Thì hôm trước thì cái nhà cũ á, của bàn thờ của ba mẹ của chị á, thì lại đến một để trên một cái bàn, nên hôm nay là có một chỗ này thắp hương là thấy ổn định hơn nè. Nhìn ở ngoài trước thấy gì ấm cúng ha. Cái cửa này là rộng bao nhiêu Đạt? Cửa bề ngang 1m25. Đây là cái cửa kiến, cửa vào hồi nãy qua giờ quanh quay cho cô bác quý anh chị xem. Đây, cửa này là cửa kiến. Vô đây nè Đạt, vô đây nè, vô đây quay. Ồ, cửa kiến này sớm mưa, nãy mưa là giống như mưa thí nghiệm, có tạt không chị? Không tạt ha. Cái này có ổ khóa, cái mình khóa lại. Có cái chốt gài ha. Mình không cần khóa lại, có chốt gài. Cửa kiến này nhìn thấy cái ngôi nhà thấy đẹp, cô bác quý anh chị thấy đẹp lắm. Đó, bây giờ mình mở ra đi. Cứng ha. Rồi, đây là điện này Đạt đều được nẹp vô một cái này là gì Đạt? Cái này là ống nẹp ha. Cái ống nẹp đang mình giấu cái dây điện á. Ủa cái phần điện ở trên là Đạt để ở trên cái phần la phong luôn đúng không? Nên ở dưới này mình không thấy dây ở chỗ này. Mình chỉ lòn dây ở trên cái phần la phong ở trên thôi. La phong này là nghe cái anh thợ la phong nói là la phong chống thấm đúng không? Đúng. Ồ, nhà của chị thì chủ đạo ở trong là màu hồng, ở ngoài thì màu xanh. Vô đây, tới tiếp theo phần ở đây nè chị Loan. Đây là cái phòng ngủ. Ở phòng ngủ của chị thì được làm bằng cái cửa này nè. Cái cửa này là cửa gì Đạt? Đạt ơi, vô đây nè, cửa này là cửa gì? Cửa nhôm. Cửa nhôm hả? Cửa nhôm người ta gắn chìa khóa vô luôn cho mình ha. Này là tay xay. Ở đây có một cái bóng đèn. Gì sáng hả? Sáng quá ha. Ban đêm sáng. Tại ban ngày.
ban đêm sáng lắm. Bên đây có một cái cửa sổ ở phòng, cái cửa sổ này mưa lúc nãy là mưa thí nghiệm là nước không vô á, có bác với anh chị đó, không vô, ở mưa nó cứ tạt ở ngoài này nè, cửa này là cửa kiến luôn. Ở đây là một cái khung sắt ở trong này, rồi sau đó mới gắn được cửa kiến ở ngoài này, bắt những cái dây mùng đó chị. Đây bắt những cái dây mùng nó rõ luôn. Ở Việt Nam thì ở quê vẫn còn nhiều muỗi lắm. Ở đây thì một cái cửa sổ ở đây nữa. Mình nói về cái bố cục cái nhà trước cho cô bác anh chị. Cửa sổ đây vẫn là cửa lùa hả? Vẫn là cửa lùa, này vẫn trơn tru nè. Thì ở đây có một cái bóng đèn, ở bóng đèn này của ở cái phòng bếp. Khi mà nấu ăn mà mưa gió thì mình đóng cửa lại, và cái phần ở trên này á thì mình sẽ bật đèn lên hả? Thì ở đây cái phần mà bệ này nè, bệ nấu cơm nè. Lúc trước thì em có nghe nói là Đạt dự định làm thấp thấp hơn tí xíu, nhưng mà chị thì thích cao thì nên mình sẽ để cao như thế này luôn. Và bên đây có một cái labo. Nước này đi hết chưa Đạt? Đi xong hết ha. Nước này đi ra đâu, hót ra đâu chị? Ra ngoài sau luôn ha. Dạ. Ở đây là một cửa sau. Này cửa sắt. Cửa này là cửa không gài nha chị nha. Nó đẩy ra sau luôn. Ngoài sau thì nữa chị đem đồ ra. Dạ. Thì Đạt, cái cách thiết kế của Đạt cách gì vậy? Chị có đồng ý không Dư Long? Chị thấy không, sao? Không, nó cách gì là đẹp lắm á. Cách đẹp hơn mấy nhà khác nữa. Cách đẹp hơn mấy nhà khác nữa ha. Ở đây là Đạt cũng chị sơn cái màu đó. Chị cũng làm chỗ này đẹp, nó cách đẹp. Chị cầm. Thấy đẹp ha. Ừ. Bên ngoài này thì Đạt làm cái cửa hướng mà cửa nhà vệ sinh đó. Thì quay vô đây để cho nó khi mà mình đi vệ sinh là đạt nó, chứ lắm rồi, nó làm gì là im lắm. Nó không có bị hôi. Và gạch ở dưới này nè, lát nữa mình nói cho cô bác quý anh chị xem, gạch ở dưới này là màu xanh ngọc từ trước ra sau luôn đó. Và một giáp nhà luôn là gạch, là Đạt nói cái phần dán một miếng lên như thế này là mấy tấc, hai tấc hả Đạt? Một tấc. Một tấc là lý do là dán ở đây vậy là sao? Cho nó sạch cái nhà, lau nhà nó không bị dơ. Lau nhà nó bị dơ hả? Nếu mà không dán đó, lau nhà đụng lên tường cái tường khúc chân nó dơ lắm. Nói chung là anh kỹ, có kỹ luôn hả? Anh đâu có nghĩa là dán đẩy, mà khi mà mình dùng một cái cây lau nhà đó, mình đẩy cái phần mà ở dưới thì nó không bị dướng vô cái phần tường ở trên này nó dơ. Chứ mình lau có cái tường này lau ghét nó dơ. Dạ. Nó đen. Thì ở đây thì dán gạch luôn. Ở mặt này thì dán gạch màu khác hả chị? Màu khác. Này màu khác luôn hả Đạt? Màu khác. Chỉ có phần này thì Đạt nó dán giống như cái màu dưới này. Tiếp theo phần nhà vệ sinh. Để bật đèn lên cái này. Bên đây. Đây. Đó. Này, cô bác quý anh chị thấy không? Thì ở đây là vẫn là cửa nhôm luôn. Đạt ơi, mình thiết kế có cái phần này nó có chùi xuống không Đạt? Chùi nước chảy. Chùi xuống là nước chảy dưới ha. Nước chảy nhiều. Nước chảy nhiều hay gì? Vậy là được rồi. Cửa này vẫn là cửa nhôm. Cửa nhôm. Thì ở đây cái nhà vệ sinh toilet này là ở đây là hiện đại rồi đó. Đó. Bấm nút luôn. Nước này đi hết rồi hả Đạt? Nước này chảy mạnh nè. Ở đây thì cái phần nhà vệ sinh là bao nhiêu hay Đạt ha? Rộng á. Lọt lòng 1m4. Mít tư lọt lòng vô. Ở trên này thì đi một cái màu xanh, nhìn cái này cũng sáng rồi á. Kết hợp với lại cái màu trắng của cái phần mà nhà vệ sinh cô bác quý anh chị, dán lên trên hơn gần mét hay Đạt? Mét 2. Dán lên mét 2. Ở trên này có hoa văn ở đây nữa. Thì ở trên này Đạt bơi chống thấm, nói thợ bơi chống thấm trên này một màu xanh rất là đẹp. Ở dưới này thì gạch này là gạch chống trơn. Đó. Nói chung là nhà của mình là nhìn đẹp lắm. Đó là về tổng thể của ngôi nhà. Ngôi nhà của chị thì bề ngang 4m, bề dài 10m phủ bì. Và tất cả được sơn bởi một cái màu màu hồng. Ở trên này là màu này nè cô bác anh chị, rất đẹp. Và đó là cái phần tổng thể, gồm có một phòng khách với lại nhà vệ sinh. Ở chỗ này thì dùng để ăn uống rồi được nè ha. Thì thưa cô bác quý anh chị, đó là phần nhà thì được sự hỗ trợ của chú Hùng, chú Phước, chú Quang ở Canada.
Thì hôm trước là Bùi Hồ có mua cho chị chú Kevin Trần ở Mỹ thì hỗ trợ thêm 4 triệu. Thì Bùi Hồ có mua cho chị cái bếp ga này, cái bếp ga này với lại cái bình luôn á, cái bình này lúc trước là chị nấu bằng cái bếp ga nhỏ ha. Là bếp ga này là 1,2 triệu, đưa vô là sau khi xong này là đưa vô luôn đó. Mua cho chị cái bếp ga bình luôn hết luôn á. Ra trước chị Long à, vô nhà nghe ấm quá à, màu rất là sáng luôn. Và thì cái thứ hai là Bùi Hồ sử dụng cái số tiền của chú Kevin Trần mua cho bé Ngân một cái bàn học. Ngân ơi, ở đây chú hỏi anh, chị cho em mượn cái mic chị. Cái bàn học này con thấy con thích không Ngân? Thích. Con thích màu gì? Con thích màu hồng. Vì là bé Ngân thích cái màu hồng mới có bác với anh chị. Nên nhà của chị là ở ngoài màu xanh, ở trong chủ đạo là một cái màu hồng đó. Và Bùi Hồ cũng lựa luôn cho bé Ngân một cái bàn học như thế này, có đồng hồ chạy luôn. Thì cái bàn học như thế này là 1,3 triệu đồng. Chú chuyển vô hồi nào con? Dạ chuyển hồi trưa. Khi mà con bất ngờ con nhận được cái bàn học như thế này thì như thế nào? Vui. Vui nhiều không? Nói cho chú cảm nghĩ à. Vui nhiều. Có cố gắng học không? Dạ cố gắng học. Con có để tập sách vô đây chưa? Chưa. Có coi hết cái học cái ngăn cổ học của cái bàn học chưa? Ở đây bé Ngân có một cái giấy khen nè cô bác quý anh chị. Lúc mà em học lớp 3 là mấy tiếng luôn á. Đó. Ở đây là cái cửa. Mở chỗ nào Ngân? Cô mở cho chú coi coi. Ồ, im ha. Đây hình mới kéo ở dưới này chưa? Con kéo có kéo chưa? Rồi, coi kéo chú coi coi. À, rồi đóng lại đi con. Bên kia nữa. Cái này coi là chắc thiếu cái ghế ha Ngân. Dạ. À, thì lúc mà sau đó thì Bùi Hồ có sử dụng cái số tiền của chú Kevin Trần để mà thỉnh một cái miếng này gọi là cái miếng trần đều. Trần đều đó chị. Và bên đây là Đức Thầy, dưới bên đây là Quan Âm. Cái số tiền này thì em thỉnh ở trên Trời Giàm là 500.000 đồng. Chị đó cũng có quen làm cho gia đình của mình luôn. Cái nhà này nhìn vào cái hướng này đó thì mưa, ngay cái hướng mưa luôn, có nghĩa là ngay hướng gió tạt vô. Thì Đạt nó là Đạt, bạn Đạt làm một cái chi tiết rất là hay á, là ở dưới cái phần gạch này nè là cao hơn bao nhiêu Đạt? Cao hơn có 1 phân à. Cao hơn 1 phân ha. Chị Long nãy mưa thì nó có tạt vô không? Không, đóng cửa là gọi là không có tạt vô nhà. Ừ. Tạt chỗ này thì chảy luôn đó chứ. À. Tháng trước mới có đồ nghiêng ra. Chảy lùa xuống đó nè, không có ướt. Rồi cái xong ra lao cái khô à. Đóng cửa lại là bích bùng luôn. Nhưng mà mát không? Có đóng cửa lại là nực luôn á, mở cửa không ra thì mát. Nói chung là làm cái này hay lắm. Đạt làm cái phần cái máy đó, Đạt nói là làm sao mà nó không có dột và tất cả được đóng la phong hết luôn. Chị sau khi mà có nhà này thì hàng xóm ở đây á, người ta có nói gì không? Không, người ta mừng thì người ta nói đẹp thôi, nói im hơn đó, ba mẹ chị còn sống nữa. Ai cũng nói gì hết á. Trong đây khi mà người ta thấy chị được hỗ trợ cái ngôi nhà chị về thì sao? Thì ai cũng lợi, người ta coi, người ta nói đẹp. Dạ. Vậy đó. Cái mẫu này thấy nó cũng ai lạ cũng đúng đẹp không? Đẹp đó, đúng rồi. Và cô bác anh chị Đạt là chi tiết này rất hay nè. Và Đạt làm cái phần cửa. Cái phần cửa này là bao nhiêu Đạt? Nó là 9 tấc 1. Là lấy theo cái số đỏ gì đó hả? 8 tấc 9, 8 tấc 9 lấy theo số đỏ. Ở trên này viền một cái phần gạch này nhìn im. Ở đây là nói chung là cửa sổ là từ cái khung sắt này nè, nhìn vào ở ngoài này cửa này rất là im luôn á. Dây điện thì được giấu rất là kỹ lưỡng luôn đó. Thì bây giờ thì chắc là mời chị với là Ngân với lại Đạt ở đây ngồi đi, ngồi đây cho đỡ sáng, chắc mình kia tính sáng lắm. Đạt qua đó ngồi luôn đi, hôm nay nhiệm đô gì qua đây ngồi luôn, đừng nói cái số ngồi tiền luôn đây đi, cho nó ngồi để nó ngại rồi. Hôm trước thì này chị đeo đi chị. Chị cầm được không? Chị đeo vô cái cổ áo mình đi. Cầm không được hả? Được, chị muốn cầm hay đeo gì đi mình thì cũng khó. Hôm trước thì cái nhà của mình đó thì Đạt là ngồi kế chị Loan đi Đạt không sao. Nhà của mình đó thì là Đạt là lãnh là 120 triệu. Là Đạt bao gồm tất cả các chi phí gồm thiết kế thợ thầy, rồi bơi, rồi sắt, rồi điện, rồi nước, đi nước luôn. Là Đạt là bảo lãnh hết, là có nghĩa là không phát sinh ra luôn, là 120 triệu đồng.
thì Hồ có đưa cho Đạt là 3 lần tiền. 3 lần chính xác là 3 lần hay Đạt nha. Là đủ tiền hết, một lần 40 triệu, một lần 2 lần 20 với 60. Lần 20 với lần 60 lần 120 triệu. Đó, anh em thì Đạt hồi xưa giờ làm Hồ thì cũng mười mấy năm rồi. Nói chung thì cũng biết Đạt lâu rồi. Thì hôm nay thì chắc có lẽ là em sẽ thông qua cái số tiền của các chú ủng hộ cho mình. Thì sau đó thì cũng như là chị có một số đôi lời nói cảm ơn với các chú, cũng như là Đạt cái nói cái quá trình xây dựng của mình như thế có hẹp hòi hay gì không. Tại Đạt nói xây này bây giờ vật tư nó lên giá lắm, mà nói Đạt nếu như mà xây cao quá thì nó lại mình còn nhiều hoàn cảnh khác nhau đó, nên thành thử hay là hôm hồi sáng ghi như thế này. Thưa cô bác quý anh chị, cho em thông qua cái danh sách của Mạnh Thường Quân ủng hộ mình ha. Đây là danh sách của Mạnh Thường Quân ủng hộ gia đình của chị Loan. Thì chú Hùng, chú Phước với lại chú Ban ở đảo Victoria ở Canada có chuyển cho Bùi Hồ là 177 triệu đồng. Này là quỹ của chú để mà ủng hộ đó. Thì thứ hai là cái chú Kevin Trần ở Mỹ đã ủng hộ cho mình 4 triệu đồng. Thì cái số tiền hôm trước thì chú Hùng hỏi là xây dựng ngôi nhà, hỏi coi kiếm thợ coi xây ngôi nhà của chị bao nhiêu tiền. Thì em nói thôi có hai mẹ con thì mình xây cái ngôi nhà cho nó ít ít thôi. Thì nói Đạt lãnh là 120 triệu đồng, là bao gồm tất cả các chi phí luôn. Thì xây nhà của chị Loan là 120 triệu đồng. 1 triệu đồng em gửi cho chị để mà chị mua cà phê pha nước uống cho các thợ, là mua ấm siêu tóc rồi cà phê rồi trà, với lại 500 ngàn mà chị mua đá trong quá trình xây dựng 1 tháng. Chị có nhớ đó không? Nhớ chị. Là 1 triệu đồng à. Còn thứ hai nữa là tiền của chú Hùng á, thì gửi lại Bùi Hồ có gửi lại cho cô Duyên ở bên Chợ Mới An Giang là 6 tháng tiền trọ mỗi tháng là 700 nghìn đồng, 6 tháng là 4 triệu 2. Với lại Bùi Hồ có gửi cho cô là thêm 400 nghìn đồng để mà mua lúc mà vận chuyển lên là tổng cộng là 4 triệu 660 nghìn đồng. Này là cô Duyên ở Chợ Mới. Vậy thì cái số tiền của chú Hùng hôm nay mượn cái clip này thông qua luôn là 177 triệu. Thì cất nhà cho chị Loan là 121 triệu, với lại là của cô Duyên là 4 triệu 660 nghìn đồng. Thì đây chỉ là hỗ trợ phần nào thì đến 4 triệu 500 nghìn đồng. Thì số tiền của chú Hùng còn lại là 51 triệu 500 nghìn đồng của chú Hùng, chú Phước, chú Ban ở Canada. Tiếp theo cái số tiền của chú Kevin Trần ở Mỹ là ủng hộ cho mình 4 triệu đồng. Thì em đã mua một cái bếp ga là 1 triệu 200 nghìn đồng. Mua một cái bàn học lúc sáng mới chở vô là 1 triệu 300 nghìn đồng. Và cái hình thờ để cho họ thờ đồ lên là 500 nghìn đồng. Thì số tiền của chú Kevin Trần là 4 triệu đồng. Thì ở đây là hết tổng cộng cái chi phí này là 3 triệu đồng. Thì số tiền của chú Kevin còn lại là Kevin Trần ở Mỹ là còn lại là 1 triệu đồng. Thì em sẽ gửi cho mình 1 triệu đồng đó. Và thông qua cái danh sách hỗ trợ này thì số tiền của chú Hùng, chú Phước, chú Ban ở Canada là còn lại 51 triệu 500 nghìn đồng. Và cái số tiền mà xây nhà toàn bộ, Đạt bao thầu toàn bộ ngôi nhà luôn, không phát sinh thêm, là 120 triệu đồng. Chẳng Đạt nó bây giờ chỉ còn Đạt nó, thợ thầy nói chung là chỉ còn Đạt mới dám lãnh thôi. Thật ra thì trước đây Đạt nói là trước đây ngôi nhà này thì xây 120 triệu đồng là rất là vừa, nhưng mà do là giật giá leo thang rồi sắc nó lên giá khó khăn, mà nó xây 120 triệu được là hay lắm rồi đó. Nhiều người nói là nói câu là bây giờ cũng không ai dám xây đâu. Đó thì bây giờ số tiền của chú Kevin Trần ở Mỹ gửi cho em 4 triệu đồng đó. Thì em đã gửi cho mình, em đã mua cho mình hết 3 triệu đồng. Là cái bàn học nè, cái hình thờ để nơi thờ Phật, Quan Âm rồi đó, với lại mua cái bếp ga cho mình. Thì còn lại là em gửi cho chị 1 triệu đồng để mình làm vốn ha. Này là tiền của chú Kevin Trần của Mỹ, ở Mỹ. Cảm ơn chú Kevin Trần. Còn tiền của chú Hùng với chú Phước, chú Ban là ủng hộ cho mình một căn nhà toàn bộ hoàn thiện hết là 120 triệu đồng. Thì bây giờ chắc tiếp theo là cái người mà chịu trách nhiệm, mà nhỏ tuổi chịu trách nhiệm xây dựng ngôi nhà đó, chắc có lẽ là mời Đạt nói thì cái này Đạt cũng còn phải theo vài căn nhà nữa, nên có những cái tâm tư gì thì Đạt cứ nói hết. Cao quá thì đôi khi những cái chỗ khác nó thấp quá thì người ta lại nói Đạt sao xây cao, nhưng mà thấp quá thì ép cái giá của Đạt thì lại tội nghiệp cho Đạt, nên có tâm tư gì cứ nói. Mình thấy tại Đạt cũng nói thôi, giờ làm cứ còn nhỏ làm cứ lấy tiếng từ từ,
xây cái ngôi nhà này, nói chung là các chú gặp rất là ok luôn. Xây được cái nhà này chị cảm ơn Mạnh Thường Quân với chú Ken Vinh Trần, chú Ban, chú Phước, chú Hùng rất nhiều. À, tiếp theo là trước tiên là tiếp theo là Đạt đây. Đạt có muốn nói gì không? Cặp nói đi. Nói chung là lúc mà xây ngôi nhà này có khó khăn, gặp khó khăn gì không hay là như thế nào? Để Migo mình xác luôn. Lúc đầu á thì để Migo làm. Họ kêu xây á thì nó nói 120 nhưng mà cái nhà này là ước tính là 120, là nếu mà làm những cái đồ mà xài đồ tốt á, nói chung khá thôi, là nó thiếu nó cũng không đủ. Ừ, trung bình thôi phải không? À, mình chỉ xài đồ trung bình thôi. Ừ. Gạch bê, đồ điện, đồ nói chung mình cũng xài đồ trung bình à, chứ không có xài đồ tốt, là nó vừa đủ. Ừ. Còn nếu xài đồ khá chút nữa thì nó 120 là không đủ. Còn như cái phần kết cấu của cái nhà là chất lượng. Cái phần thô của nhà là phải làm theo quy cách của nhà cấp 4 á, là cho chất lượng đàng hoàng. Có nghĩa là về cái phần mà bê tông rồi sắt thép rồi nó phải đúng theo cái kích thước đó thì nó mới đảm bảo cái về cái kết cấu vật liệu xây dựng. Thì về phần bê, ví dụ như người ta 5 triệu thì mình sử dụng hạ xuống tí xíu để cho nó vừa đủ cái nhà, đúng không? Với cái cửa đồ cũng vậy nữa, mình làm chỉ cho nó cũng như chất lượng thì nó có đó, nhưng mà mình xài nó cái đồ nó hơi trung bình chút. Ừ. Nhưng mà chị Loan thấy cửa sắt đồ mình vẫn rất là đẹp, đúng không chị Loan? Cái đồ an toàn thì đảm bảo an toàn. Ừ. Nhưng mà có một cái là gì nè, Đạt là phải sắp xếp thợ rất là chạy mượn cái mít nha, mình cầm đi nè, chị cầm cái mít cầm. Có nghĩa là Đạt sắp xếp một cái lực lượng thợ phải nói là nhiệt huyết, làm cái công việc cực kỳ chạy luôn. Làm chạy việc. À, thì lúc đó là có khó khăn gì về thợ thầy không? Không, nó tại thợ thầy. Thợ phụ của Đạt làm nhiệt tình lắm, thợ phụ của Đạt làm nhiệt tình. Nói chung là Đạt thì rất là, nói chung trong công việc Đạt rất là nghiêm túc. Quá. Ừ. Rất là nghiêm túc và làm rất là chất lượng, không bao giờ nó làm thấy nó dễ thương quá. Không bao giờ làm kiểu mà gian dối, tại vì đây là một cái nghề mà coi như là nghề chính của Đạt luôn à. Ở đây thì vòng vòng đang kêu Đạt nhiều cũng nhiều, nhưng mà chừng nữa thế nào nhà không nghe đắt cắt cũng kêu mày. Một lần nữa thì thay mặt cho chú Hùng, chú Phước, chú Ban ở Canada chân thành cảm ơn Đạt đã cùng chú chung tay hỗ trợ để cho chị Loan với lại bé Ngân có một ngôi nhà để mà che mưa che nắng, mà phải nói là ngôi nhà cực kỳ đẹp, đáng mơ ước luôn chứ đâu phải thôi ngôi nhà bình thường. Đó, và tiếp theo thì chắc có lẽ là em nhà chị chia sẻ cái cảm nhận của mình khi mà mình ở trong một cái ngôi nhà khang trang hiện đại như thế này. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân với chú Ban, chú Phước, chú Hùng, chú Kevin Trần ở Mỹ hỗ trợ cho chị được căn nhà lành lặn, chị mừng lắm. Chú Hùng, chú Phước, chú Ban là ở Canada. Rồi chị được cái căn nhà ở ấm cúng cho nhỏ nó ăn học gì, nó cũng có chỗ ăn chỗ ở, nó tắm rửa nó cũng không sợ nữa. Thì chị cảm ơn mấy người đó chứ giờ chị không biết nói gì nữa. Cái cảm giác mà lần đầu tiên mà chị cưng mới vừa cưng vô quay là chị mừng lắm, biết sao không, tại chị mừng mà có cắt căn nhà cho lành lặn, cho nó tắm rửa này kia, nó không có sợ ma sợ này kia, nó gặp nhà trống nó sợ nó mới đi tắm. Ừ. Mỗi lần tắm là kêu chị đứng dòm không à. Ừ. Rồi Ngân con có nói gì không Ngân? Chị đưa cái mic qua chị cầm cho Ngân. Dạ con cảm ơn các chú Mạnh Thường Quân cắt nhà cho mẹ con. Ừ. Rồi bây giờ có bằng học, con cầm đi con hỏi chú hỏi con. Bây giờ thì có bằng học rồi hết nè. Rồi con có cố gắng học để lớn lên làm gì không Ngân? Có. Con lớn lên làm gì? Làm công an. Rồi chị trước đây thì mình cũng có thường đi đi làm ở xa, thì bây giờ thì có nhà thôi, cố gắng ở nhà mình cố gắng mình làm. Ha. Ừ. Thì hôm nay thì quay một lượt tổng thể về cái ngôi nhà của chị Loan với lại bé Ngân cho cô bác của anh chị cũng như là cho tất cả các Mạnh Thường Quân xem về cái ngôi nhà, một cái nơi ở mới cho gia đình của chị. Thì một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ cho đến thời điểm này, và xin chân thành cảm ơn chú Hùng, chú Phước, chú Ban ở đảo Victoria, Canada đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ, đã ủng hộ cho gia đình của chị Loan có một ngôi nhà 120 triệu đồng, một ngôi nhà đáng mơ ước. Thứ hai là cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ đã ủng hộ cho chị có thêm, cũng như là bản Ngân có thêm bằng học cũng như là các dụng cụ ở trong nhà. Thì còn bây giờ hôm trước thì em tính mua cho mình cái nệm luôn. Thì chị bây giờ chị có thì mình lựa một cái
cái niệm nào đó mình ngủ nữa là được rồi. Ha, thì chắc quay đến đây thôi. Sẽ quay tổng thể từ trên cho cô bác quý anh chị xem, để xem từ độ cao. Thì để có được cái thước phim mà độ cao như thế này là cũng nhờ chú Hùng hỗ trợ để mà bay từ trên cao để cho cô bác quý anh chị xem. Một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Chúc cô bác quý anh chị, chúc các chú luôn có sức khỏe dồi dào và an lạc.